luôn lại mày hát đấy các bạn ơi, thì có một bản nhạc bạn Vương Quán này, tất cả các bạn có nghe trên TikTok là bạn mày bị mít không nha bạn ơi, như nhạc thường mấy các bạn nghe không, thì hôm nay mình sẽ hát nhạc thường luôn không nghe bị mít. Vương Quán mời các bạn cùng lắng nha.